Trong giai đoạn cao điểm như dịp Tết Giáp Thìn 2024, thì lượng khách đổ về sân bay Nội Bài rất đông, đặc biệt là lượng khách nội địa tăng so với ngày thường. Vâng, và việc đảm bảo an ninh tại chỗ đỗ ô tô cũng như là xây dựng phương án chi tiết, tính toán các khung giờ cao điểm để bố trí nhân lực cũng như trang thiết bị tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu như thế nào. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng khách đổ về sân bay Nội Bài tăng lên nhanh chóng. Đây là thời điểm vất vả nhất của đội an ninh sân đỗ ô tô tại nhà ga Quốc Nội tầng 2. Lực lượng an ninh hàng không cũng như cảng có những phương án duy trì giao thông trật tự và các luồng đỗ như là tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan như đồn công an, đội giao thông số 15 để xử lý nghiêm các xe dừng đỗ và duy trì khu vực dừng đỗ luôn thông thoáng, có lực lượng tuần tra đi đến các nơi để nhắc những cái xe dừng đỗ không đúng vị trí. Tại các khu vực dừng đón, trả khách, các phương tiện nên dừng xe sát lề đường và lưu ý không dừng đỗ quá 5 phút để đảm bảo mọi phương tiện thoát ly nhanh, đảm bảo lưu lượng xe tiếp cận nhà ga được thực hiện. Ngoài công tác đảm bảo bên ngoài cảng hàng không thì khu vực soi chiếu an ninh cũng được cảng hàng không quốc tế Nội Bài lưu tâm. Trước mỗi dịp cao điểm, lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chỉ đạo Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài xây dựng phương án chi tiết, tính toán các khung giờ cao điểm để bố trí đủ nhân lực và trang thiết bị tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu, giảm thiểu các nút ùn ứ cục bộ trong và ngoài nhà ga, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Thì được sự chỉ đạo của lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài đối với Trung tâm An ninh đã xây dựng các cái phương án, các cái kế hoạch để phục vụ vào khung giờ cao điểm. Tại cảng công tác Nội Bài thì chúng tôi đã có 24 máy soi luôn sẵn sàng để phục vụ. Tại các khung giờ cao điểm chúng tôi bố trí từ 20 cho đến là 24 máy soi. Dịp cao điểm cận kề Tết, rất nhiều hành khách mang rất nhiều hành lý. Có nhiều người mang những cành đào, cành quất về quê đón Tết thì phải đặc biệt lưu ý để thủ tục diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Cao điểm đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán thì hành khách sẽ mang nhiều hành lý. Thì việc mang hành lý thì quý khách nên liên hệ với hãng vận chuyển, đặc biệt là vận chuyển đào hoặc chuyển quất thì liên hệ với hãng vận chuyển để được biết các cái quy định của các hãng không để nó thuận tiện hơn, tránh cái việc mua bán đào quất rồi mang lên sân bay lại không vận chuyển được vì theo có cái điều lệ vận chuyển riêng của các hãng không. Về giấy tờ của hành khách đi tàu bay thì khách mong quý khách lưu ý là trước khi đi thì chúng ta kiểm tra lại cái giấy tờ tùy thân của mình và phải đảm bảo chắc chắn rằng cái giấy tờ tùy thân còn có giá trị sử dụng. Trong các cái sử dụng VNID thì khuyến cáo hành khách nên sử dụng VNID. Tuy nhiên kiểm tra nếu mà VNID hết hạn thì cũng không được sử dụng. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chủ trì phối hợp các đơn vị để đảm bảo an toàn hiệu quả, phối hợp các hãng hàng không nắm bắt đầy đủ, kịp thời sản lượng bay, khung giờ cao điểm, việc thay đổi kế hoạch bay, kế hoạch chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, ưu tiên, người dân có thể truy cập app iNear để cập nhật chuyến bay của người nhà để tránh ùn tắc tại cảng.